nay chúng ta sẽ được xem nghệ sĩ Lê Công Tuấn test điếu cầy chiêu lưu thủy tùng và chiêu lưu tứ quý. Điếu cầy chiêu lưu thủy tùng được chế tác từ gỗ thủy tùng, được mệnh danh là thần dược thời tiền sử, có tác dụng chữa bệnh rất tốt, mang theo người rất là đẳng cấp và sang trọng. Thành vật lợi rồi nhá.